Chúa về quê. Có câu thơ viết rằng: gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Đây là mấy câu thơ tuyệt đẹp của Hàn Mặc Tử. Nó đẹp bởi nó gợi lên một bức tranh quê đầy thơ mộng, lãng mạn. Một đêm trăng có gió, có mây, có cả bóng hình người con gái đưa đò sang sông. Nó gợi nhớ cho ai xa quê một kỷ niệm, một nỗi niềm riêng. Xa quê nên chạnh lòng nhung nhớ, xa quê nên chỉ mong được trở về tao phùng bên mái nhà xưa. Nỗi nhớ ấy dường như luôn da diết trong lòng. Ai mang quê hương vào trong nỗi nhớ, để chiều này da diết quá đi thôi. Đôi quan gánh nghèo trên vai chị bán xôi, chợt thương sao đôi vai gầy của mẹ. Nỗi nhớ quặng vào tim khi nhớ người thân, mong đem mưa về làm mát cho vườn câu, cho luống trầu xanh, vì ở đó có bóng hình của nội đầy yêu thương. Khói bếp nhà ai thân thương quá đỗi, nhớ khói lam chiều khuất bóng hàng cau. Ai mang mưa về tưới mát vườn rau, chợt thương sao luống trầu xanh của nội. Hai tiếng quê hương không chỉ gợi nhớ về một nơi chốn, mà còn là một cõi linh thiêng. Nơi ấy chất chứa bao kỷ niệm ngọt ngào như chùm khế ngọt, mà ai đi xa cũng mong được trở về. Trở về mái nhà xưa hay trở về khung cảnh đồng nội thân thương, đều là nỗi nhớ nhung da diết trong lòng người xa quê. Thế nên xa quê ai cũng mong trở về, ai cũng mong kết thúc công việc hay kết thúc hành trình để áo mão về quê hay vinh quy bái tổ. Dầu sao xa quê ai cũng mong, cũng cầu được sớm trở về quê hương. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Giêsu vinh thắng trở về quê trời. Ngài về quê trời sau 33 năm giải dầu mưa nắng chốn dương gian, 33 năm sống xa quê trời, đến cư ngụ giữa chốn nhân gian để thi ân, để phục vụ trong yêu thương. Ngài đã làm tất cả để cho danh Chúa Cha cả sáng. Ngài luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa. Ngài đã kết thúc hành trình dương gian trong chén đắng vâng phục Chúa Cha để danh Cha cả sáng. Ngài đã hoàn tất chuyến đi cuộc đời khi hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao là cứu độ nhân gian qua hiến tế đồi Canvê. Cuộc vinh thắng trở về quê trời của Chúa Giêsu cũng là niềm vui và là niềm hy vọng cho hành trình cuộc đời chúng ta. Một hành trình không vô định, nhưng có điểm tới là quê cha trên trời. Chính Chúa Kitô đã soi lối mở đường cho chúng ta. Chính Ngài đã đi trước để dọn chỗ cho những ai tin theo Người. Từ nay u sầu sẽ gặp niềm vui. Từ nay những đau khổ đời này không còn làm cho con người thất vọng, nhưng ánh vinh quang phục sinh của Chúa
đã mang lại niềm hy vọng và lạc quan cho cuộc đời chúng ta. Cuộc vinh thắng trở về quê trời của Chúa Giêsu là cuộc khải hoàn, vì Ngài đã trải qua đau khổ mới tới vinh quang. Hay nói cách khác, cuộc vinh quy bái tổ nơi quê trời cần lắm những công lao mà chúng ta đã làm nơi dương thế. Đó là những hy sinh, những từ bỏ con đường xấu, từ bỏ con đường thênh thang để đi vào con đường hẹp, con đường của nói không với tội và sống tuân hành theo thánh ý Thiên Chúa. Hôm nay nhìn Chúa về trời, các tông đồ cảm thấy lòng trào dâng niềm vui. Xa xăm nơi cuối chân trời, chỉ còn vang vọng lời Thầy Chí Thánh Giêsu: anh em hãy làm chứng nhân cho Thầy, khởi từ Jerusalem cho đến tận cùng thế giới. Xin cho mỗi người chúng ta đang khi hướng lòng về trời cao cũng biết chu toàn sứ vụ trần thế trong niềm hân hoan, ngõ hầu ra đi, tay ôm bó lúa đi gieo, ngày trở về miệng reo vang câu hát mừng. Amen.